Ok, còn cái gì nữa nhỉ? Rồi, à, còn về dài hạn và ngắn hạn đúng không ạ? Đầu tiên là về ngắn hạn đi. Về ngắn hạn thì à, như anh em cũng đã biết rồi, vừa cho anh em xem là có cái đợt mở khóa vào ngày mùng 7 tháng 4 đây. Và như các bạn đã thấy là cứ đến đợt mở khóa là anh em sẽ thấy có nó có đẩy một con sóng lên để cho anh em FOMO. Thì à, nếu như mà theo nhận định riêng cá nhân của mình, chúng ta sẽ có cái sóng khoảng tầm 30%. Đây là nhận định riêng cá nhân nhá. Thì các bạn nhớ đưa ra chiến lược Hello xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với HTD check crypto và trên màn hình của bạn chính là cái dự án Hpro. PRO à, có cái đồng token là HFT. Thì như các bạn đã thấy rằng là cái dự án Hpro này đã được Binance lau pool à, cách đây cũng khá là lâu rồi. Nhưng các bạn có thấy là thời gian kết thúc vào khoảng là à, mùng 1 tháng 12 của năm 2022 đúng không ạ? và cái thời điểm này thì có khá là nhiều những cái sóng gió ở cái thời điểm này khi mà rất là nhiều những cái phút đúng không ạ? Từ tháng 11 đến tháng 12 khá là nhiều phút ở thời điểm này. Không chỉ là ở thời điểm này đâu, ngay cả năm 2022 khá là nhiều phút. Ok, có vẻ là đi hơi xa rồi, chúng ta sẽ trở lại ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái dự án mà đã được pool trên Binance và cũng có khá là nhiều những cái nhà đầu tư mà các bạn biết đến trong cái lĩnh vực crypto này. Đấy để chúng đã đầu tư vào cái dự án hát này thì chúng ta sẽ cùng nhau check cái thứ nhất là về dự án cái thứ hai là check về cái tokenomics của dự án để xem là thời gian ngắn hạn tức là trong khoảng thời gian ngắn hạn chúng ta có được cái gì và nếu như trong tính trong khoảng thời gian dài hạn chúng ta có được cái gì các bạn nhá đó xem là chúng ta có lời cái việc đó không thì à, trước khi mà vào video thì mình có một lời khuyên một chút đây là một video à, mang tính chất tham khảo thôi và trách dự án là chủ yếu chứ không phải là lời khuyên đầu tư các bạn nhá các bạn khi xem xong video này các bạn sẽ tham khảo và đưa ra những nhận định đưa ra những cái chiến lược riêng của cá nhân của các bạn để các bạn phải đưa ra những cái chiến lược đầu tư chính xác nhất đó chứ mình không thể đưa ra lời khuyên đầu tư cho các bạn được video này chỉ mang tính chất tham khảo Ok thì các bạn đã biết là chỉ còn khoảng tầm mà một hai ngày nữa thôi là sắp đến cái đợt mở khóa tiếp theo của HFT đúng không ạ rồi mình sẽ check cho các bạn xem này thì à, cái đợt mở khóa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 4 như vậy là chỉ còn có khoảng là hai ngày nữa thôi là sẽ có một đợt mở khóa tiếp theo và À, cái đợt mở khóa này thì sẽ có khoảng là 1,3 triệu token HFT sẽ được mở khóa và các bạn nên chú ý cái lịch unlock này để tránh tình trạng chúng ta bị FOMO đó thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu HFT là gì thì cái này chắc là mình với các bạn cũng nên tìm hiểu qua một chút à, là vì mấy cái mà liên quan đến công nghệ này mấy cái mà dự án vẽ ra cũng như là À, làm ra để cho mọi người à, người dùng có thể xem được đúng không ạ, à, mang tính chất công nghệ cao hay này nọ thì các bạn có thể vào thẳng white paper của dự án các bạn đọc cũng được hoặc là các bạn có thể lên những cái kênh à, tin tức hoặc là những cái kênh chuyên về crypto ấy thì họ cũng biết rất rất là rõ, các bạn phải đọc được nha Thì à, cái này mình cũng đọc để cho bạn hiểu nó là cái gì trước, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau à, à, cùng nhau check cái dự án này. Thì Hardflow là gì? Thì Hardflow là một cái giao thức để hỗ trợ người dùng có thể giao dịch nhiều loại token. À, nó gần như là một cái sàn đếch các bạn ạ các bạn có thể là vào đây có thể giao dịch các kiểu đồng thời thì à, đây cũng là cầu nối của trên không giới hạn với cái ưu điểm về tốc độ xử lý nhanh này mv này uh, resistance này với cái phí ga thấp này đó và cái cung cái thông tin này thì muộn lâu rồi các bạn nhé thông tin này thì lâu rồi hiện cái tổng khối lượng này thì cái này thông tin lâu rồi các bạn có thể bỏ qua À, các bạn muốn xem chính xác thì các bạn có thể vào coi mấy kit cap đấy các bạn xem à, về cái token HFT hoặc là vào thẳng trang ấy, các bạn xem được cái transition tức là cái khối lượng giao dịch hàng ngày trên cái sàn này là bao nhiêu thì nó sẽ chính xác nhất và tiếp theo nữa là cái điểm nổi bật của cái hflow là so sánh với những cái giao thức khác thì hflow mang đến cái tiêu chuẩn mới trong uh, trending trên DeFi và các điểm mà vượt trội gồm thứ nhất là giá tốt cho người dùng mang lại nhiều cái lợi nhuận uh, hơn với cái quỹ vốn uh, thấp và giá luôn là hiển thị chuẩn xác và cái cách mà thực thi thì luôn đảm bảo không vượt không bị trượt giá này và hỗ trợ nhiều loại tài sản khác nhau và giải pháp và này nàyton ký mã ký mật mã cho các hoạt động for Running này trong flow này hạn chế các cuộc tấn công bảo mật và không có phí commission này các các giao dịch bổ sung và phí ga thấp chưa tới 50% so với lại các AMM phổ biến khác và hoán đổi token liên tục trên các chuỗi chéo mà không cần cầu nối thì các nhà đầu tư thì có thể là lựa chọn các uh, network để có thể kết nối như là Ethereum này, Avalanche này, hoặc là Arbitrum này, hoặc là Ultimate Optimism này, hoặc là Polygon này hoặc là BNB trên Đó thì đây là những cái tính năng vượt trội của nó. Nghe có vẻ như cái công nghệ cũng như là cái ứng dụng uh, cái ứng dụng thực tiễn của nó thì cũng uh, khá là ok đúng không ạ? Thì đây như các bạn ở xem này ở đây chính là cái mà chúng ta có thể là kết nối với lại những cái mạng cũng khá là nổi ở thời điểm hiện tại đúng không ạ? Những cái trên mạng như là Ethereum này, Aravanche như mình đã nói đúng không ạ? BNB trên này à, có tích hợp những cái ví như là MetaMask này, Wallet Connect này, Coinbase Wallet này hay là Binance Wallet này. Đó. Thì à, các bạn có thể connect những cái ví này, sau đó thì chúng ta có thể là giao dịch trên này cũng cũng được đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đến một cái phần đó chính là tokenomic thì cái này là cái mà mình cảm thấy quan trọng khá là quan trọng trong một cái à, một video mà check về một cái dự án crypto. Thứ nhất là chúng ta biết được tokenomic của dự án, cái thứ hai là biết quỹ đầu tư, biết các vòng gọi vốn, biết là nó còn có để có thể là thời điểm ngắn hạn nó có ok hay không hay về dài hạn nó có ok hay không thì đấy đấy mới là cái mà chúng ta cần biết trong một video. Chứ mà thời điểm hiện tại cứ nói những cái công nghệ thực sự với các bạn luôn cái đấy thì các bạn có thể đọc được. Ok ạ. Và các bạn nhìn thấy này, đây chính là à Về cái tổng cung của nó thì có khoảng là 1 tỷ token HFT Đó, một tỷ nha các bạn nha, token HFT này Và cái cung lưu thông của nó thời điểm hiện tại thì có thể vào đấy Đây anh em có thể xem Cung lưu thông của thời điểm hiện tại thì đang là 192 triệu 786 nghìn Đấy Và vốn hóa thị trường bây giờ đang là 120 triệu 120 triệu là một con số mà Cũng các bạn nhìn vào đây thì một con số cũng khá là ok đúng không ạ, khá là đẹp nếu như mà với dự án này mà cứ tầm trăm triệu chẳng hạn đúng không ạ trăm triệu hoặc là tám chín triệu thì anh em nhìn thấy a ah, vốn hóa thấp như này có vẻ ok rồi đây đúng không ạ rồi cái khối lượng giao dịch trong vòng hai giờ thì cũng khá lớn này các bạn này lên tới là ba mươi triệu này rồi à, chúng ta sẽ trở lại cái à, cái phân bổ à, token nomic hft các bạn nhé thì các bạn có thấy là phân bổ token hft thì có 19% phần trăm là dành cho à, kho tim đấy và 25 phần trăm thì dành cho những cái đội mà mua bán nhà đầu tư các kiểu và năm 56 phần trăm thì dành cho hệ sinh thái này nó ecosystem này đó ở à, dưới này họ có một cái thông tin đó là vào ngày 31 tháng 10 của năm 22 thì Binance đã có thông báo lít à, à, H H Pro này ht trên Binance Low Pool này và người dùng thì cần stake BNB và BUSD để có thể là farm HFT trong vòng 30 ngày và bắt đầu kể từ ngày à, mùng 1 tháng 11 của năm 2022 đó thì đúng là đến tháng 12 là kết thúc là đúng rồi nhưng mình cho các bạn xem là đến tháng 12 là kết thúc là đúng rồi đây đúng không ạ 1 tháng 12 của nó không hay là kết thúc rồi đúng không ạ tích thì là được tổng số token lao pool là 10 15 triệu token HFT đó những cái đề thì các bạn phải xem những cái thông tin cũ thì chúng ta cũng các bạn cần thì các bạn có thể xem thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến cái mà chúng ta cần check ở đây đầu tiên là cái này thì mình cũng nói cho các bạn rồi cái giá mà có token HFT thời điểm hiện tại đang là 0,627 USD thì nó có một cái cú nháy giá cách đây khoảng tầm 1 đến 2 ngày đó từ cái giá khoảng là tầm từ 0.52 nếu như các bạn xem trên Binance thì cái giá kết thúc của ngày hôm mùng 3 tháng 4 thì nó khoảng tầm 0.56 57 đúng không ạ đây các bạn này 0.56 và đến ngày hôm nay thì đã lên tới cái mức đó là 0.62 như vậy là nó có bay khoảng tầm là 8 đến 9 rồi đó thì các bạn đã biết là lý do vì sao là vì nó sắp tới cái lịch trình trả khóa à, mở khóa tiếp theo rồi thì nó phải đẩy lên để có cái mà để nó xả như ạ à? đấy là cái điều đương nhiên rồi đúng không ạ đây vốn hóa thời điểm hiện tại là 120 triệu này cung lưu hành là bây giờ là 192 triệu 786 nghìn đúng không ạ tổng cung là một tỷ này khi mà các bạn vào ether scan này các bạn check những cái thông tin thời điểm hiện tại thì các bạn thấy này có cái răm trending này khá là to đúng không ạ à, cái này là mình nghĩ là nên để phía sau đi để phía sau thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn chứ mà để phía trước thì nó hơi khó vì chưa chúng ta chưa biết nó là cái gì nhảy vào thì nó hơi chuối rồi trở về trước đây đi chúng ta sẽ cùng nhau check những nhà đầu tư cũng như là các vòng gọi vốn và check cái lộ trình vetting của cái token HFT này đầu tiên là các bạn phải thấy được rằng là các nhà đầu tư cũng khá là lớn ở đây đúng không ạ đây các bạn có thấy là Coinbase Venture này nó dăm crypto này thằng thằng to tổ bố ở đây rồi dragon file capital này đấy, mấy cái thằng khá là to ở đây đó, winter multi Mew, rồi đây các bạn này có cả c csr kit này karakan venture này đấy mấy ông to to phết ạ các bạn cũng có cũng có tiếng này hoặc là electric capital à, hoặc là coi bay venture đây những cái thằng này là những cái thằng to mà các bạn quan tâm đến thằng này, này thằng này này có mấy thằng cũng to to phết các bạn ạ đấy khen này thằng này sàn đứng thứ ba thứ tư cũng to phết rồi có mấy thằng to to trong này các bạn ạ. rồi nếu như anh em mà muốn xem thì xem bên này sẽ dễ hơn này nhìn ở bên này thì nó sẽ chi tiết hơn đâu nhỉ rồi đây kích vào cái Mick kit à đâu Oliver token anh đợi anh em đợi mình một chút đã. đây này nhìn ở đây thì nó sẽ chính xác nó dễ nhìn hơn đây ở đây thì anh em sẽ thấy được là có ba vòng gọi vốn này vòng hạt giống thì là gọi vốn được 3,2 triệu từ các ông này này Đấy các bạn nhìn đó các ông này này đây sổ ra thêm được thằng Arameda Research, thằng này thì cũng khá là to thời điểm trước đúng không ạ khá là to thời điểm trước đấy và tiếp theo là cái vòng Syria cái vòng này thì là gọi vốn được 25 triệu đấy và vòng bán riêng live sale là bán riêng thì bán ở cái giá là 0,1 USD thì cái vòng này là gọi vốn được 2, nâng lên được là 2,75 triệu đó mà bán ra là 27 triệu token nếu như mà so với cái giá thời điểm hiện tại thì x6,25 lần ai như vậy là những thằng nào mà mua thời điểm này là những thằng đang có lời rất khá là cao so với cái ATH tức là cái giá mà đạt đỉnh khi mà ép uh, uh, HFT đạt đỉnh thì nó x khoảng tầm 37,96 lần đó thôi để chi tiết thì anh em lại phải nhảy sang bên này thì khi sang bên này thì anh em sẽ thấy được rằng là đâu cho anh em xem cái phần này phần đây ở cái phần mà binance lao pull thì cái này đã được mở khóa full hết rồi đúng không ạ anh em đã bán cái giá thì anh em biết rồi đúng không ạ rồi lao pull là đâu lao pull tức là tích chứ đúng không ạ anh em tích bnb với lại tích ở trong này là tích bnb này và tích bwd để có thể là nhận chứ đúng không ạ rồi sau đó để anh trở lại đây tiếp theo là ở cái vòng syria cái vòng này bán giá 0,4 đô và thu vốn thu hồi về được là hai tức là gọi vốn được là 25 cổ đó còn nếu như mà so với cái roi hiện tại thì mới ít được là 1,56 lần như vậy là ít được khoảng tầm 50 phần trăm anh ạ họ 56 phần trăm chính xác là như vậy và tiếp theo là ở cái vòng mà bán riêng tức là cái vòng một price round này thì bán ở giá 0,1 và gọi về là 2,75 triệu và phòng uh, round vòng hạt giống thì ở cái vòng này thì uh, đã bán ở cái giá là 0,02 USD. Ui, anh em không phải 0,02 USD với lại như vậy là mấy ông đầu tư ở cái cụm này to phết. Kiếm được lắm tiền phết và đã thu hồi được về là 3,20 triệu USD. Đó. Và nếu như mà so với cái giá thời điểm hiện tại mấy ông này đang x tận 31 lần này anh em này, đấy 31 lần này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến cái lịch vesting của nó các bạn ạ, đến cái lịch vesting Thì à, tại sao mình check cái lịch đó vì anh em biết là mỗi một lần mà có cái lịch cái lộ trình vesting ấy thì nó sẽ ảnh hưởng tới giá của cái token. Đó, ảnh hưởng đến giá của một token của một cái dự án nào đó thì anh em có thể thấy là thời điểm hiện tại là cái mấy cái thằng này, này đã được mở hết 100% rồi. Đây có cái thằng đầu tiên. Thằng đầu tiên là cái thằng các khoản vay cho các nhà tạo lập thị trường này thì thằng này đã mở ra khoảng tầm là 75% token đã được mở rồi. Thằng này là thằng tiếp theo mở 65% là các nhà cung cấp dịch vụ sớm này. Mở 65%. Rồi, đội này đội này đối tác hệ sinh thái đây anh em này vẫn còn khá là nhiều anh em này còn khá là nhiều này rồi nhóm khởi chạy trên binance đúng không cái cái bọn này thì à, lau pun thì à, hết rồi ok pun trăm trăm rồi vòng bán riêng rồi vòng bán riêng thì vẫn còn khá là nhiều anh em ơi khá là nhiều còn chưa được mở luôn anh ạ mới chưa được mở không phần trăm này vì thế là anh em chú ý nhá nó mà mở cái đống bán riêng này ra thì vỡ cái đầu luôn đúng không ạ và tiếp theo đây này rồi đây là những cái ông ở Syria B, series A đã chưa được mở này, ba ông này là ba cái ông mà đáng lo nhất chưa được mở này anh em này. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xem tới cái lộ trình mở khóa thì anh em thấy là đã mở khóa từ cách đây anh nếu mà anh em kích vào quá khứ thì đã mở cách đây cũng quá lâu rồi. Từ mùng 7 tháng 11 của năm 2022 thì đã bắt đầu có mở khóa rồi và nó dọi liên tục cho cái bọn đó là nhà cung cấp cũng như là phần thưởng để mà phần thưởng gì đây nhỉ? ở à, đâu, phần nhà cung cấp cũng như là phần thưởng đây các bạn này. Phần thưởng cộng đồng anh em ạ. Các anh em được thưởng ấy bao nhiêu thì hiện tại chưa biết nhưng mà nó đang mở liên tội cho cái bọn đấy. Và mở liên tục liên tục tục đến tận tháng Đây các bạn này, liên tục tục đến tận là cứ mỗi tháng mở một lần rồi anh em ạ. Mỗi tháng một lần tháng tư có này, tháng 5 có, tháng 6 có, tháng 7 có. Vì thế là anh em chú ý cái lộ trình này. Và đặc biệt là đến tháng 11 của năm 2023, tức là năm nay này anh em này, tháng 11 thì có một đợt mở cho tận là bao nhiêu 7 vòng tương ứng với con số là 158,45 triệu anh em nào ở hâu hâu đến cái đoạn này này đó hâu hâu đến cái đoạn này hoặc là muốn đầu tư thì chú ý cái đoạn này nhá đây này một bảy vòng đúng không ạ và đặc biệt là có cái thằng vòng bán riêng thì là 6,88 triệu này thằng vòng hạt giống tức là cái vòng hạt giống ấy là 40 mươi mét còn cái bằng Serie A thì là 16 15,6 m đúng không ạ sau còn lại thì nhà cung cấp với lại phần thưởng mà à, cho hệ sinh thái thì cũng vẫn chỉ có như, giống như trên này thôi đó anh em nhìn thấy chưa và đặc biệt anh em nhìn thấy này mỗi một lần mở khóa là có, có một cái chút ảnh hưởng đây, anh em này ví dụ là sắp đến tháng 4 Đấy, tháng 3 đi sắp quá khứ đi thì anh em sẽ check này ví dụ là vào tháng 3 thì có một phát mở khóa vào mùng 7 đúng không ạ anh em check chạc của nó đi check chạc thì vào hồi tháng 3, mùng 7, tháng 3 đâu đây là mùng 10, tháng 2 a à, check từ tháng 2 đi cho nó chuốt đúng không ạ vào tháng 2 đi đây tháng 3 đây mùng 7, tháng 2 là có mở khóa một phát này Đấy, mở khóa một phát thì anh em chạy vào đây anh em xem đây là mùng 9 tháng 2, mùng 7 tháng 2 là đoạn này. Như vậy đoạn này là đoạn mà nó được mở khóa. Mở khóa một phát đây dự án với lại cho hệ sinh thái cái gì. Dự án thì chiếm hơn mét đúng không hơn một triệu token nó xả phát này sau đó nó đến đây không bắt đầu nó làm giá đẩy cho anh em nhảy vào FOMO FOMO một phát đến ngày 18 tháng 2 như vậy là từ ngày mùng 7 nhưng trong vòng có cần 10 ngày thôi anh em xem cái khoảng này này nó có khoảng là 10 ngày đúng không ạ đây hơn 10 ngày thôi không bắt đầu nó xả cho phát cho anh em anh em nào vào đây là bị đu này 0.9 này là bị đu này đu quả đây rồi sau đó thì tiếp theo Đến cái ngày tiếp theo là mùng 7 tháng 2 thì nó lại bắt đầu nhận token và nó xả cho một phát. Xong bắt đầu nó lại bắt đầu gì ạ? Nó làm giá đầy 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 và đến ngày 13 nó lại có một cái đỉnh lên khoảng tầm 0,8 đô. Nó lại xả cho phát là đến thời điểm hiện tại là sắp đến tháng tư lại có quả nó sẽ ăn lóc khoảng 1 triệu ba token nữa đúng không ạ? Và để xả được cái đống đấy chẳng hạn thì nó lại phải hồi 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 lên để làm gì? Để tạo cái anh em FOMO sau đó thì tạo ra cái thanh khoản và đến thời điểm đó thì anh như anh em xem một cái đoạn này đúng không ạ từ đoạn này lên đây nó cũng khoảng được tầm khoảng là ba mươi phần trăm đúng không ạ ba mươi phần trăm thì cái đoạn này mà đến cái thời điểm nó unlock chẳng hạn thì có khả năng nó sẽ bắt đầu triển khai khoảng tầm ba mươi đến bốn mươi phần trăm chẳng hạn hoặc là có thể là hơn sau đó thì nó lại phịch xuống thoát đúng không ạ ok các bạn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau check xem là ví xem là đội nào nắm giữ nhiều này cũng như là luân chuyển như thế nào các bạn có thể xem và nó bắt thông tin thì như các bạn đã biết rồi đúng không ạ khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta phải đi theo bơi theo cá mập thì chúng ta mới có cơ hội để có thể là chiến thắng được đúng không ạ nó tùy những cái này nó cũng khó vì mỗi người có một chiến lược khó có nhiều người thì bơi theo cá mập có nhiều người thì đứng trên lưng cá mập còn có nhiều người thì lại nằm trong mồm cá mập sẵn cá mập nó đớp luôn thì cũng chả biết thế nào đúng không ạ rồi, chúng ta sẽ cùng xem xem holder để nói vui vậy thôi, chúng ta cùng check nha các bạn nhé Thì như các bạn có thấy là trên hiện tại ở trên này có tới 80% là cái số token HFT đang nằm trong một chiếc ví Thì đây là ví mà chưa unlock của dự án các bạn ạ Đương nhiên rồi thì khi các bạn vào đây các bạn có thể xem được là thời điểm hiện tại là token mới chỉ unlock được là đâu đó khoảng tầm là Đây anh em ơi, thời điểm hiện tại thì token mới unlock được có hơn 10% thôi phần trăm thì cái số lượng to cần này đây anh em này nhìn cái số lượng to cần này nó nằm ở đây là cũng là cái điều đương nhiên rồi đúng không ạ đây nó cũng nằm ở đây điều đương nhiên và trên đó trong đó thì anh em có thể thấy là à, có khoảng là 7% 7% thì đang nằm ở trên Binance ví Binance số 8 đây là cái ông cầm cũng khá là nhiều rồi lên tới là 44 triệu USD này 7 đây là 70 triệu to token các bạn ạ rồi còn lại là nằm trên mấy cái ví này Trong đó có cả thằng răm răm này Jam thì cũng cầm 8 triệu này Đấy các bạn này 0,81% Đấy Binance 14 thì cũng cầm 0,64% này Đây là những ông to Còn dưới này là những cái chiếc ví cá nhân Đó Chiếc ví cá nhân Thì có thể là ví cá nhân Có thể là ví sàn cu coi này cũng cầm này coi cầm ít lắm các bạn Có 300 uh, 330.000 thôi Ít Đó Đây coi 9 này coi bay này coi bay thì cầm 729.000 cũng cái số này mà quăng ra thì cũng làm ảnh hưởng khá khá ảnh hưởng đấy đó và tiếp theo chúng ta xem cái luân chuyển cái chan 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 này các bạn nhá để xem cái giao dịch thì như các bạn thấy là hiện tại có mấy cái thằng to to thì có thằng dăm bay hoặc là quỹ đúng không ạ thì anh em sẽ quan tâm đến hai thằng thằng bay với lại thằng dăm rồi nhảy vào cái thằng dăm này xem nào anh em ạ rồi khi mà chúng ta vào thằng dăm thì anh em có thể thấy là bắt đầu có những cái lệnh bán ra rồi anh em ơi anh đâu đâu xin lỗi anh em để xem trang số mấy đã à, trang đầu tiên ok để anh em nhìn thấy mấy cái lệnh ao của dăm này đấy có ở đây vừa rồi có một cái lệnh là 66.000 token HFT được bay lên sàn Binance đó được ao lên sàn Binance này anh em chú ý những cái thằng to này để anh em có thể là bơi theo nó nhá đây anh em thấy cái thời khoảng thời gian ví dụ là một ngày trước thằng răm liên tục có những cái lệnh in về về quỹ của nó này đây, từ Binance mua từ các ví bay về quỹ của nó Đấy, mua cả trên sàn Bybit đây mình sẽ trở lại cái chặt một ngày trước một ngày trước đây đây một ngày trước là ngày mùng 4 đúng không hôm nay mùng 5 rồi ok xem ngày mùng 5 đến mùng 4 và mùng 5 như vậy trong hai ngày này liên tục nó mua và khi mà cây nến tòi này lên các bạn nhìn thấy này bắt đầu có những lệnh bán rồi vì anh em phải chú ý nhá bắt đầu có những lệnh bán và bắt đầu có những lệnh bán đây anh em nhìn thấy đã có những cái lệnh ao ra rồi đây này nhưng mà anh em thấy được rằng là liệu là nó có mới chỉ như thế này mà nó ao ra đây có thể là đang bắt đầu test nó test nháy lên thôi để cho anh em xem là thứ nhất là có iPhone mô cái thứ hai là nếu như mà không có thanh khoản đúng không ạ không có thanh khoản hoặc thanh khoản yếu thì nó sẽ làm cho giá lên đúng đúng như cái đoạn này thì bay một phát từ đây đến đây anh em thử xem từ đây đến đây phải ba bốn mươi trăm đúng không ạ đây là từ bao nhiêu đây từ 0,5 đến 0,9 như vậy là ba bốn mươi ở cái đoạn này đấy ba bốn mươi rồi đến đống này thì bây giờ mới lên được cũng ít thôi có tám chín phần trăm thôi thì anh em nghĩ là tám chín phần trăm làm sao đúng không ạ rồi tiếp theo anh em có thể xem nếu như anh em mà lùi về khoảng thời gian trước mấy ngày nữa thì trước khoảng tầm hai 25 ngày nữa thì anh em cũng thấy check được là trước cái thời điểm mà uh, sắp đến cái lộ trình mở khóa đúng không ạ thì dăm này nó cũng in vào một cái số lượng khá là ok đây ví dụ anh em xem khoảng tầm hai 25 hai ngày trước hai bốn hai ngày trước nó ở đâu đó cái đoạn này này đây cái đoạn này đúng không ạ thì nó cũng mua một số lượng ở đây Sau đó thì Khi mà giá lên Giá lên Cho anh em xem luôn Khi mà giá lên Video này có vẻ nó hơi dài nha Nhưng mà anh em cố gắng xem Để để mà biết được là cái đường đi nước bước của cá mập nha Đây các bạn này Liên tục có những cái pha in vào răm này In liên tội In 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 này Rồi đến khoảng tầm ngày bao nhiêu Cách đây khoảng tầm bao nhiêu hôm Đến ngày 14 tháng 3 14 tháng 3 Bây giờ là mùng 5 tháng mùng 5 tháng 4 đến là mùng 5 tháng 3 là 30 ngày đúng không ạ? Mùng 4 tháng 3, 14 là khoảng tầm 20 ngày. Đúng không ạ? 15 là 20 ngày đi, cho khoảng tầm 20 ngày trước. Thì anh em sẽ xem 20 ngày trước, 20 ngày trước thì bố này Ồ xin lỗi. Anh chạy anh trai này anh trai này liên tục có những cú ao ra rồi ao ao nhiều hơn in khá là nhiều luôn ao đây anh em này, đây này bắt đầu này, bắt đầu 20 15 ngày ao này. Đây, ao ra, ao ra số lượng 28.000, 32 000 này. Lớn nhiều nhiều kinh khủng đúng không ạ? Mua vào thì ít, bán ra thì nhiều. Rồi. Ok. Đấy là trích cho cái ví thôi, anh em nhớ chú ý nhá. Thằng Dăm này là thằng đáng chú ý này, răm này, Binance này. Đấy, hai thằng to cầm anh em nên chú ý. Ok, còn cái gì nữa nhỉ? Rồi, à, còn về dài hạn và ngắn hạn đúng không ạ? Đầu tiên là về ngắn hạn đi. Về ngắn hạn thì như anh em cũng đã biết rồi Vừa cho anh em xem là có cái đợt mở quá vào ngày mùng 7 tháng 4 đây Và như các bạn đã thấy là cứ đến đợt mở quá là anh em sẽ thấy có nó có đẩy một con sóng lên để cho anh em FOMO Thì nếu như mà theo nhận định riêng cá nhân của mình Chúng ta sẽ có cái sóng khoảng tầm 30% Đây là nhận định riêng cá nhân nha Thì các bạn nhớ đưa ra chiến lược các bạn đừng có ném đá bảo là nhận định bao vẩn đã đã lên đâu mà biết đúng không ạ thì nó là cái nhận định thôi còn theo nhận định cá nhân của mình sẽ có sóng khoảng tầm là 30 đến 30% trong vòng khoảng tầm vài ngày tới, đúng không ạ? Đó, đây là nhận định riêng cá nhân thôi. Cái tiếp theo về dài hạn. Về dài hạn thì anh em chú ý cho mình cái lộ trình mở quá Còn nếu như mà theo nhận định cá nhân cái vùng mà để anh em dài hạn cũng như là theo nhận định cá nhân của mình mình dài hạn là cái vùng này thì khá là ok đúng không ạ? Mà nếu như mà ai dài hạn ở cái đoạn này thì đến đoạn này thì đã ích khoảng tầm 4 đến 5 lần rồi đúng không ạ? Dài hạn ở đoạn này thì các ok lý do tại sao dài hạn đoạn này. Thứ nhất là như các bạn biết những cái thằng như là thằng răm quỹ đầu tư to to cho mình vừa cho các bạn xem đây. Những cái thằng thằng nằm trong cái quỹ đầu tư to to đó. Đây. To cần sale. Những cái thằng nằm trong cái quỹ đầu tư to to này nó lại phải, phải mua ở cái giá là 0,4 đô thì không có lý nào mà nó để ở cái mức 0,2 đô hoặc là đi xuống vì những thằng nhà đầu tư không bao giờ nó chịu lỗ như vậy Bắt buộc là phải đẩy giá Đúng không ạ? Đó, vì thế là cái vùng này là cái vùng khá là ngon Nhưng mà nó đã qua mất rồi Đúng không ạ? Đã qua mất rồi Rồi Thì à, thời điểm hiện tại giá nó khoảng tầm 0,5 đô Thì anh em sẽ xem thằng nào ích nhiều nhất Thì ở đây anh em sẽ xem cái thằng được ích nhiều nhất Chính là những cái thằng mà mua ở cái vòng hạt giống Nó ích khoảng tầm 30 đến 40 lần Đâu nhỉ? Đây rồi 31 40 lần thì anh em sẽ chú ý tới cái lịch trình mở khóa của nó sẽ vào tháng 11 của năm 20 tháng 11 của năm 2023 đó còn những cái thằng phòng bán riêng x6 lần còn cái thằng này x1 lần này nhưng mà nó có một cái khá là hay ở đây đó chính là đến cái tháng 11 của năm 2023 này thì sẽ được mở 7 vòng trong đó thì thằng Syria tức là cái phòng vòng hạt và cái thằng vòng hạt giống vẫn lẫn cả là cái thằng vòng riêng đó trong đó cả cả giam ấy thì đều sẽ được mở khóa nhưng mà thằng ăn to nhất chính là cái thằng mà được x 40 lần này là x 30 lần này còn thằng này hiện tại nó đang bằng giá thì các bạn nghĩ được rằng là cái thằng này nó có chấp nhận là không được lãi hay không đấy anh em thử nghĩ xem là cái thằng Syria này trong đó có thằng răm crypto như mình vừa cho các bạn xem ấy tại sao nhắc đến răm vì nó, nó 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 khá là to đúng không ạ và cả những cái thằng đây nữa và cả những cái thằng như là Kalaiken Venture hay Coinbase Venture nó có có chấp nhận lời ít như vậy không đúng không ạ và biết đâu từ giờ đến cái lúc đó thì giá nó còn đi xuống dưới 0.4 chẳng hạn thì biết đâu nó có chịu lỗ không? Đương nhiên rồi. Với cá nhân của mình thì nhận định cá nhân của mình thì đương nhiên nó không chịu lỗ, bắt buộc nó phải gì ạ? Bay. Vì thế nếu như mà mình mà chọn được cái vùng giá mà khoảng tầm 0.2, 0.3 thì hoặc là đấy là một điều khá tuyệt vời, còn cùng lắm là 0.4 là một cái điều khá là tuyệt vời, đúng không ạ? Vì có thể nó sẽ đẩy nhưng mà cũng chưa chưa biết được rằng là cái thằng ở cái vòng hạt giống này này nó có xả hay không vì nó lời tận ba mươi mấy phần trăm ba mươi lần cơ mà đúng không ạ thì không biết là nếu như mà nó mà bắt tay với lại cái thằng ở cái vòng này bảo thôi thằng này bảo thôi cho anh đẩy để anh kiếm đã xong chú xả sau thì thằng này thằng này cho thằng này đẩy thì thằng này có mất gì đâu đúng không ạ thằng này còn ít được nhiều hơn thì nó còn sướng hơn đúng không ạ còn nếu như mà thằng này mà thằng này mà không cho thằng đấy đẩy nó bảo x 31 lần tao ăn luôn rồi tao xả luôn đây thì chưa biết thế nào đúng không ạ rồi ok à vừa rồi thì mình vừa phân tích cũng như là check à, uh, token hft của dự án hflow các bạn mà thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn like video và hãy nhấn vào nút của chuông thông báo nhé. Bạn nào muốn cập nhật thêm những cái thông tin thì có thể là tham gia vào cộng đồng HT research Telegram, Telegram cũng như là channel Telegram mình sẽ sẽ để dưới phần mô tả video này. Và trước khi kết thúc video thì mình xin nhắc lại, video này chỉ mang kiến thức tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư các bạn nha. Chúc các bạn có những cái chiến lược đúng đắn để có thể là tạo ra lợi nhuận trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.